chào của chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 rưỡi sáng, nay là chủ nhật ngày 11/8/2024. Em đang ngay ngã tư Chính Dậu. Chỗ này là đường Bùi Văn Chiêu, nó dài, người ta đang mở rộng cái đường này á. Đây 1-2 bữa là ở đây ta bắt đầu đổ nhựa nóng rồi. Đổ từ ngay cái đoạn trước công an thị trấn đi vô trường học, không biết tới đoạn nào, em cũng chưa có đi vô hết. Nay sẵn đi bộ một đoạn coi là ta trải nhựa tới đâu. Làm mới một bên thôi, trường bên cho xe chạy. Trời bây giờ nó cũng rất là nắng, y hôm qua nắng vậy thì nhựa nó màu khô. Ủy ban thị trấn nè, nay chủ nhật nhiều đám cưới, đi đâu cũng nghe hát hò rần rần. Mới làm tới ngay trước trường cấp 2 đây. Từ đây tới nhập học cho người ta sẽ tráng cái đoạn này trước nha, để mà lưu thông đi học. Đoạn này lưu thông nhiều nhất, làm cho nó đỡ bụi. Xe bây giờ vẫn đang lưu. Kiếm cái nào mát mát đứng, nguyên cái đoạn này không có bóng mát nè, nó trời nắng ra lại nữa. Ở mấy căn nhà bên kia là tạm thời chưa ra vô được. Chỗ này cũng sửa lại chắc buôn bán gì nữa. Đoạn này chỉ mới làm một cái lớp mỏng nè, chứ không có dày bằng cái đoạn xích trên kia. Nay chủ nhật nên là thợ thầy thấy là cũng ít. Còn ngay đây là trường cấp 2 đó, hồi xưa em cũng học ở cái trường này.
mong cho làm xong sớm sớm đi lại được cho nó khỏe. Rồi giờ tới đây rồi hết rồi. Sẵn đây luôn một đoạn nữa. Mấy trận này thì chưa có làm gì hết. Đường này lúc trước em muốn nói vậy, mày ngang cỡ 10 mét thôi. Với hè thì 3m6. Còn khoảng 2 tầng nữa là bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Kỳ giờ cô có cái hẻm á, chỗ để bảng là chùa Hội Phước, trong đó đi vòng vòng qua đường Công Lý. Ngay chỗ mà cái xe tải đậu là sau này nó thành một cái ngã tư. Sau này đường dẫn cầu Mỏ Cày Ba nó sẽ đi ngang cái khúc này nè. Đó, đi ngang ngay cái đoạn này nè, chỗ nhà giữ xe của trường tiểu học. Hôm nay em cập nhật một clip ngắn thôi, chủ yếu là đường Bùi Văn Chiêu đang đổ nhựa nóng. Đoạn này tới chỗ cái bảng có cái mũi tên xinh xanh đó, là mới tới đổ người đó thôi. Rồi chào tạm biệt của chú anh chị nha. Có diễn biến mới gì thì em sẽ cập nhật tiếp. Hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.